Từ mấy chục năm qua tụi bây thờ thằng giặc tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh, rồi còn thờ thằng Marx, thằng Lenin, thằng Putin, tụi bây làm gì nhớ tới tao? Đồ phản quốc, đồ mất dạy, tụi bây hãy cút đi mau, đừng làm tao nổi nóng đấy. Chừng nào tụi bây biết thương dân, biết lo cho dân được tự do, dân chủ và hạnh phúc thì lúc đó hãy tìm đến tao. Tao báo trước cho tụi bây biết, chính tụi bây mới là thế lực thù địch của toàn dân Việt. Tụi bây hãy biết ăn năn, hối cải đi, giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam tội ác của tụi bây đi.